Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ của Điện thoại Vui ngày 22 tháng 4. Và hôm nay hãy cùng mình điểm xem bản tin công nghệ sẽ có những tin gì hot nhé. Tin tức đầu tiên thì đó sẽ là liên quan đến Android 10, khi mà hệ điều hành này có thể làm cho thiết bị của bạn đóng băng bất kỳ lúc nào. Theo chia sẻ trên trang AndroidPolix, một số người dùng Android 10 đang gặp phải lỗi đóng băng ứng dụng khiến cho thiết bị không phản hồi lại bất kỳ thao tác nào trong quá trình sử dụng như đóng app, quay về màn hình chính hay là mở thông báo. Mặc dù phần lớn trường hợp được phát hiện trên thiết bị Google Pixel với trình khởi chạy mặc định, nhưng một số người dùng OnePlus hay là Xiaomi cũng mắc phải vấn đề tương tự khi đang sử dụng launcher của bên thứ ba. Đối với phạm vi ứng dụng có liên quan đến lỗi này, việc đóng băng ứng dụng có thể dễ xuất hiện khi mà các bạn sử dụng ứng dụng của Amazon, Twitter, YouTube hay là Google Play Store. Bên cạnh đó, người dùng có thể gặp phải lỗi đóng băng ứng dụng ngay cả trên Pixel 3 đang được sử dụng Android 11. Bên cạnh đó, người dùng có thể gặp phải lỗi đóng băng ứng dụng này ngay trên Google Pixel 3 đang sử dụng Android 11 phiên bản xem trước của nhà phát triển. Các bản ROM được tùy chỉnh dựa trên Android 10 như là AOSP 10 hay là LinuxOS 17.1 cũng không phải là ngoại lệ. Cho đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân gây ra lỗi này vẫn chưa được xác định và Google vẫn chưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về vấn đề này. Tin tức thứ hai sẽ rất là vui khi mà mới đây vào 4 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 4 ngày hôm qua thì tuyến cáp quang AG đã chính thức được sửa lại. Đại diện một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam xác nhận tuyến cáp quang quốc tế biển AAG hay còn gọi là Asia American Gateway đã được đối tác quốc tế sửa xong sớm hơn gần một ngày so với kế hoạch. Các kênh truyền trên tuyến cáp biển này đã đi vào hoạt động trở lại. Sự cố được đối tác quốc tế bắt đầu xử lý từ trưa ngày 17 tháng 4 và thực hiện hàng nối cấu hình nguồn xong vào rạng sáng ngày 21 tháng 4. Đến 6 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 4, đối tác quốc tế đã hoàn tất công việc sửa chữa, dung lượng kết nối đường truyền đã được khôi phục hoàn toàn. Được biết AAG là tuyến cáp quang biển có tổng chiều dài là 20.191 km được đưa vào khai thác từ tháng 11 năm 2009. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, tuyến cáp quang AAG đã nhiều lần gặp sự cố. Dù vậy, đây vẫn là tuyến cáp quang biển được nhiều ISP khai thác, sử dụng và đóng vai trò quan trọng trong kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Hy vọng tốc độ mạng sẽ ổn định trở lại và không gặp thêm bất kỳ vấn đề gì trong thời gian dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Tin tức thứ ba sẽ đến từ nhà Xiaomi khi mà mới đây hãng này đã chính thức xác nhận việc cho ra mắt chiếc điện thoại Xiaomi Mi 10 Yacht Edition. Mặc dù sở hữu thiết kế tương tự như Mi 10 Lite, tuy nhiên Mi 10 Yacht Edition lại có đôi chút khác biệt về phần cứng. Theo hình ảnh render được đăng tải trên Weibo, chiếc điện thoại này sẽ được trang bị camera tiềm vọng với khả năng zoom lên tới 50x, thứ không hề có trên chiếc Mi 10 Lite từng được ra mắt trước đây vào châu Âu. Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ thông số của các cảm biến còn lại trong cụm 4 camera sau. Có lẽ Mi 10 Yacht Edition sẽ được trang bị cảm biến hình ảnh 48MP và camera góc siêu rộng 8MP. Tương tự như Mi 10 Lite. Tuy nhiên vẫn chưa rõ camera cuối cùng sẽ là cảm biến macro 5MP hay là cảm biến chiều sâu 2MP. Ngoài sự khác biệt về camera thì phần cứng máy vẫn sẽ sở hữu con chip Snapdragon 765G với dung lượng RAM lên đến 8GB. Ngoài ra máy vẫn sẽ sở hữu kết nối 5G chuẩn SA và NSA. Mi 10 Yacht Edition sẽ được trang bị màn hình AMOLED 6.57 inch, tích hợp cảm biến vân tay ở bên dưới màn hình và có thiết kế màn hình giọt nước để chứa cụm camera selfie 16MP. Chiếc điện thoại này sẽ đi kèm với dung lượng pin lên đến 4160mAh, hỗ trợ công suất sạc nhanh lên đến 22.5W. Theo hình ảnh thì máy sẽ có 4 phiên bản màu sắc khác nhau cho người dùng dễ dàng lựa chọn hơn. Tin tức thứ tư sẽ đến từ những tin trong nước khi mà mới đây nhiều người đã bị lừa đảo trong quá trình đặt mua tài khoản Netflix. Chia sẻ đến từ anh Hà Phi Long sống tại Đồng Nai, khi anh này liên hệ mua một tài khoản Netflix với giá 60.000 một tháng, rẻ hơn so với gói thấp nhất một tháng của Netflix là 180.000 đồng. Sử dụng được chưa đầy 2 ngày thì anh này thấy tài khoản xem phim của mình có những thay đổi bất thường. Những nội dung anh đang xem dở không còn nữa như đang được xem bởi một người khác. Liên hệ với người bán thì anh phát hiện ra mình đã bị chặn cuộc gọi, tài khoản Netflix cũng được đổi mật khẩu và không thể truy cập lại. Theo anh Long chia sẻ thì việc này xuất phát từ việc người bán đổi mật khẩu để đi lừa người tiếp theo, hay là có thể do cho quá nhiều người thuê thế nên những người dùng đã thay đổi mật khẩu tài khoản. Không chỉ trường hợp ở trên mà còn rất nhiều người khác cũng là nạn nhân của việc mua tài khoản Netflix giá rẻ này. Thị trường mua bán lậu tài khoản Netflix tại Việt Nam thời gian qua khá sôi động nhưng tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ về lừa đảo.
Mặc dù Netflix đã hỗ trợ người Việt có thể mua trực tiếp với mức giá từ 180.000 đến 260.000 đồng mỗi tháng và bị đánh giá cao bởi nhiều người, tuy nhiên Netflix cũng đã điều chỉnh để cho người dùng Việt Nam có thể chia sẻ từ 3 đến 4 người để có thể giảm chi phí cho mỗi cá nhân. Tuy nhiên đây lại chính là điểm bất cập của cái việc này. Theo như những người có kinh nghiệm thì nếu bạn nào có nhu cầu xem phim, chúng ta hãy rủ bạn bè hoặc người thân để mua cùng với nhau thay vì mua trên mạng, và điều này sẽ làm tài khoản của chúng ta an toàn hơn. Tin tức cuối cùng sẽ đến từ Xiaomi khi mà mới đây cục sạc 65W của hãng này đã bị ngừng bán vì nó có thể giúp cho các hacker hack thông tin của chúng ta. Nếu như bạn còn nhớ, tại sự kiện ra mắt bộ đôi Mi 10 được Xiaomi tổ chức vào tháng 2 vừa qua với khả năng hỗ trợ sạc công nghệ nhanh lên đến 50W của Xiaomi, thì Xiaomi cũng đồng thời giới thiệu luôn củ sạc mới với công nghệ gallium nitride có công suất sạc dòng ra tối đa là 65W. Tuy nhiên, củ sạc này đã bị ngừng bán trên nhiều trang thương mại điện tử tại Trung Quốc. Trong đó, nguyên nhân chính được cho là nó đã dính phải một lỗ hổng bảo mật cho phép kẻ xấu lợi dụng và hack củ sạc này. Theo mô tả từ nhóm bảo mật, củ sạc 65W của Xiaomi sử dụng chip nhớ eFlash MTP, nhưng không phải là loại bộ nhớ chỉ cho đọc mà còn cho phép ghi dữ liệu được Xiaomi dùng để cập nhật phần mềm cho sản phẩm trong tương lai. Mặc dù vậy, bản firmware cập nhật hoàn toàn không được mã hóa và các hacker có thể dễ dàng sửa đổi nó, cũng như chèn vào các loại mã độc để giúp cho thực hiện cái hành vi xấu. Với các firmware tùy chỉnh, các hacker có thể dễ dàng điều chỉnh dòng ra điện cao hơn mức cho phép, từ đó dẫn tới hỏng hóc các thiết bị gia dụng hay thậm chí là gây cháy nổ, ảnh hưởng tới sự an toàn của người dùng. Sau khi nhận thức được các nguy cơ bảo mật, Xiaomi đã chính thức ngừng bán củ sạc nhanh 65W này trên các trang thương mại điện tử khác nhau. Rất có thể trong tương lai, Xiaomi sẽ sớm cho ra mắt một củ sạc nhanh khác tương tự và được khắc phục lỗi bảo mật ở trên. Và đó là những tin tức đã có trong bản tin công nghệ ngày 22 tháng 4. Và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì hãy đừng quên để lại một like cũng như một share cho Điện thoại VTV. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!